Coca TV. Sống với vị lạc ma, Living with the Lama, lần đầu xuất bản năm 1964, cuốn sách được một trong những con mèo của bác sĩ Rampa, Fifi Grey Whisker, đọc cho ông viết bằng ngoại cảm. Loài vật không câm như nhiều người nghĩ, chúng ta mới câm so với tất cả các loài động vật. Tất cả các loài động vật đều có thể giao tiếp thông qua thần giao cách cảm. Con người cũng có khả năng này nhưng đã bị ngăn chặn do bản chất xấu xa của họ. Fifi nói về cuộc sống của mình trước khi gặp bác sĩ Rampa và những cuộc hành trình họ đã cùng bên nhau. Chương 1. Bà mẹ tương lai lắc đầu, tôi muốn một chú mèo tôm. Bà hét lên, một chú mèo tôm khỏe đẹp, tiếng gào thật khủng khiếp, con người than vãn. Rồi sau đó, bà mẹ lại rất nổi tiếng vì tiếng kêu the thế đó. Với nhu cầu cấp thiết của bà, tất cả các trại mèo tốt nhất ở Paris đã bị lục tung để tìm cho được một chàng mèo tôm giống sim thuần chủng. Tiếng mèo mẹ càng lúc càng lớn và đinh tai nhức óc. Và nó càng làm cho con người quyết tâm hơn khi quay lại cuộc tìm kiếm. Cuối cùng một ứng cử viên sáng giá được tìm thấy, anh ta và mèo mẹ được giới thiệu với nhau. Từ buổi gặp đó, sau một thời gian, tôi được sinh ra và chỉ riêng tôi là được phép sống, các anh chị em còn lại đều bị vứt xuống hồ. Mẹ và tôi sống cùng một gia đình người Pháp, họ có một điền trang rộng lớn ở vùng ngoại ô Paris. Ông chủ là một nhà ngoại giao cấp cao, thường vào thành phố làm việc hầu hết các ngày trong tuần. Ông ấy thường không về nhà mỗi tối mà ở lại thành phố với nhân tình của mình. Bà chủ sống cùng chúng tôi, bà đại sứ, là một phụ nữ cứng rắn, hẹp hòi, đầy bất mãn. Với bà ta, loài mèo chúng tôi không phải là người, như đối với lạc ma, mà chỉ là thứ đồ chơi để khoe mẽ tại các buổi tiệc trà. Mẹ tôi có một vẻ ngoài lộng lẫy, với gương mặt đen tuyền và chiếc đuôi thẳng đứng. Bà đã thắng rất nhiều giải thưởng. Một ngày nọ trước khi tôi chính thức cai sữa, bà đã hát một bài với giọng lớn hơn thường lệ. Bà đại sứ nổi cơn tam bành và thét gọi người làm vườn. Pierre, bà ta lớn tiếng, quẳng nó ra hồ ngay, tôi không thể chịu nổi tiếng ồn này. Pierre, một gã người Pháp nhỏ con với khuôn mặt xệ, không ưa chúng tôi chỉ vì chúng tôi thi thoảng giúp gã làm vườn bằng việc kiểm tra các rễ cây để xem chúng có đang phát triển hay không, vậy là ông ta quắp người mẹ xinh đẹp của tôi, nhét bà vào một bao tải khoai tây bẩn thỉu và xách đi. Đêm ấy, cô đơn và sợ hãi, tôi khóc đến thiếp đi trong một nhà kho lạnh lẽo nơi bà đại sứ sẽ không bị quấy rầy bởi những lời than khóc của tôi. Tôi trằn trọc, xoay đi xoay lại trên chiếc giường lạnh lẽo làm từ các tờ báo cũ trên sàn bê tông. Cơn đói cồn cào cuốn lấy thân thể nhỏ bé và tôi tự hỏi mình sẽ xoay sở ra sao. Khi những tia sáng bình minh đầu tiên miễn cưỡng len lỏi qua cửa sổ đầy mạng nhện của nhà kho, tôi run rẩy nghe những bước chân nặng nhọc đang tiến lại gần trên lối đi, ngập ngừng trước cửa rồi sau đó đẩy cửa tiến vào. À, tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ là bà quản gia Albertine thôi mà. Vừa thở hổn hển, bà vừa từ từ cúi thân hình to lớn xuống mặt sàn, nhúng một ngón tay to tướng vào trong một bát sữa ấm và dịu dàng dỗ tôi uống. Ngày qua ngày, tôi bước đi trong nỗi buồn u ám. Tiếc thương người mẹ bị sát hại chỉ vì giọng hát tuyệt vời của bà. Những ngày ấy, tôi chẳng còn cảm thấy hơi ấm của mặt trời, cũng chẳng được vui mừng mỗi khi nghe âm thanh của tiếng kêu thân thuộc. Tôi đói khát và sống hoàn toàn nhờ vào lòng tốt của bà Albertine. Nếu không có bà, tôi chắc chắn đã chết đói vì tôi còn quá nhỏ và chưa thể tự ăn một mình. Ngày kéo dài thành tuần. Tôi đã học được cách tự vệ. Nhưng nỗi vất vả của những ngày chào đời đã khiến tôi có thể trạng yếu ớt. Điền trang rất rộng lớn và tôi thường tha thẩn, tránh xa con người cùng những bước chân vụng về của họ. Cây cối là niềm yêu thích của tôi trèo lên chúng, vươn người dọc theo những cành cây thân thiện và tắm mình dưới nắng. Cây cối thì thầm cùng tôi, nói cho tôi nghe về những ngày hạnh phúc sẽ đến khi cuộc đời tôi xế bóng. Tôi không hiểu điều đó nhưng tôi tin chúng và gìn giữ những lời ấy thậm chí trong những giờ phút đen tối nhất. Một buổi sáng nọ tôi thức giấc với một ham muốn kỳ lạ. Tôi buột miệng thốt lên một vài câu hỏi, và thật xui xẻo,
bà đại sứ đã nghe thấy. Pierre, bà ta gọi, tìm con mèo đi, bất kỳ là con nào cũng phải làm cho nó hết kêu. Thế là trong ngày hôm đó, tôi bị bắt và ném một cách thô bạo vào trong một hộp gỗ. Trước khi tôi kịp hoàn hồn, thì một gã mèo già đáng ghét nhảy chồm lên lưng. Mẹ đã không có bất cứ cơ hội nào để kể cho tôi về những thực tế của cuộc đời, vì thế mà tôi chưa được chuẩn bị tinh thần cho những điều xảy đến. Gã mèo già nhảy lên lưng và tôi cảm thấy một cú sốc. Trong khoảnh khắc tôi nghĩ rằng một trong những con người đã đá mình. Một cơn đau xẹt qua và có cảm giác cái gì đó bị rách. Tôi rú lên đau đớn, sợ hãi và cào cấu gã mèo già, máu tứa ra từ một chiếc tai của gã, tiếng hét của gã xoáy vào tai tôi. Nhanh như chớp nắp hộp được mở và những đôi mắt tò mò ngó vào. Tôi nhanh chân nhảy ra ngoài, khi đã trốn thoát, tôi thấy gã mèo già gầm gừ nhảy bổ vào Pierre khiến ông ta té ngửa vào chân bà đại sứ. Ngang qua bãi cỏ, tôi tìm chỗ trú trên một cây táo thân thiện. Trèo lên những cành cây, tôi tìm đến một nhánh thân thuộc, nằm dài và thở hổn hển. Những chiếc lá xào xạc trong gió nhẹ nhàng vỗ về. Các nhành cây đung đưa chậm chậm ru tôi vào giấc ngủ mệt nhoài. Nguyên thời gian còn lại ngày hôm đó và cả đêm, tôi nằm trên nhánh cây, đói, sợ và phát ốm, tự hỏi tại sao con người lại tàn nhẫn và vô tâm với cảm xúc của các loài vật nhỏ bé, những sinh vật hoàn toàn phụ thuộc vào họ. Đêm lạnh, một cơn mưa phùn thổi từ thành phố Paris. Tôi ướt nhẹp và lạnh cống nhưng quá sợ để leo xuống và tìm chỗ trú. Ánh sáng lành lạnh của buổi sớm mai từ từ nhường chỗ cho ngày u ám đã qua. Những đám mây đen bao phủ bầu trời. Thỉnh thoảng có một vệt mưa thoáng qua. Vào khoảng giữa buổi sáng, một bóng dáng thân thuộc tiến lại từ hướng ngôi nhà. Bà Albertine nặng nề đi tới gần cái cây và nhìn lên. Tôi yếu ớt gọi, bà đưa tay ra đón tôi. À! Phi Phi bé nhỏ tội nghiệp, nhanh nhanh lại đây. Ta có đồ ăn cho con đây. Tôi trượt về phía sau, dọc theo các nhánh cây và từ từ xuống thân cây. Bà quỳ xuống thảm cỏ bên cạnh, vuốt ve khi tôi uống sữa và ăn mẩu thịt bà mang đến. Khi đã ăn xong, tôi rúc đầu vào người bà để tỏ lòng biết ơn. Tôi biết rằng bà không nói ngôn ngữ của mèo và tôi thì không nói tiếng Pháp, mặc dù tôi hoàn toàn hiểu nó. Bà bế tôi lên, đặt trên đôi vai rộng của mình, đưa tôi vào nhà và mang tôi đến phòng của bà. Tôi tròn mắt nhìn quay đầy ngạc nhiên và thích thú. Đây là một căn phòng hoàn toàn mới với tôi và những đồ nội thất này thật phù hợp cho việc mài dũa móng vuốt biết bao. Tôi vẫn còn nằm trên vai bà Albertine, bà di chuyển một cách nặng nề về phía chỗ ngồi rộng cạnh cửa sổ và nhìn ra ngoài. À, bà thốt lên, thở ra một cách nặng nhọc, thật đáng tiếc, một nơi đẹp thế này lại chứa đựng quá nhiều sự tàn nhẫn. Bà đặt tôi vào lòng, nhìn tôi và nói, Phi Phi nhỏ xinh tội nghiệp của ta, bà đại sứ là một người đàn bà khó tính và tàn nhẫn, một kẻ trèo cao trên nấc thang danh vọng. Với bà ta, con chỉ là món đồ chơi để khoe mẽ. Nhưng với ta, con là tạo vật tuyệt vời của Thượng Đế. Nhưng con chẳng thể hiểu được điều ta nói đâu chú mèo nhỏ ạ. Tôi kêu lên để cho thấy mình hiểu và liếm tay bà. Bà vỗ về tôi và nói, ôi, những tình cảm này mà bỏ đi thật là uổng phí. Con sẽ là một bà mẹ tốt, Phi Phi bé nhỏ. Tôi cuộn người thoải mái trong lòng bà trong khi nhìn qua cửa sổ. Khung cảnh thật thú vị đến nỗi tôi nhõm dậy và áp mũi vào cửa kính để có tầm nhìn tốt hơn. Bà Albertine mỉm cười trìu mến, tinh nghịch vuốt đuôi tôi, nhưng khung cảnh kia đã chiếm trọn sự chú ý của tôi. Bà quay người và xoay gối với một tiếng răng rắc. Chúng tôi cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ, má kề má. Bên dưới chúng tôi, bãi cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng trông như một tấm thảm xanh mướt trải dưới chân một đại lộ những cây cổ thụ sừng sững. Uốn cong nhẹ nhàng về bên trái là con đường màu xám mượt mà kéo dài đến tận phía xa nơi văng vẳng tiếng inh ỏi ồn ào của xe cộ đến và đi từ đại đô thị. Người bạn già của tôi, cây táo, đứng trơ trọi, thẳng tắp bên bờ của một hồ nước nhân tạo,
bề mặt của nó phản chiếu bầu trời xám xịt trông như một lớp chì cũ ống ả, quanh mép nước mọc lên một vạt sậy lưa thưa, hệt như mái tóc lớt thớt của ông cô ré, người hay đến gặp ông Le Dúc, chồng của bà đại sứ. Tôi lại nhìn vào hồ nước và nghĩ về bà mẹ tội nghiệp của mình, người đã kết thúc cuộc đời ở đó. Và còn bao nhiêu chú mèo khác nữa? Tôi tự hỏi. Bà Albertine bất chợt nhìn tôi và nói, sao vậy Phi Phi bé nhỏ, ta nghĩ con đang khóc, đúng rồi con đã ứa một giọt lệ. Đây là một thế giới tàn nhẫn, Phi Phi bé nhỏ, tàn nhẫn với tất cả chúng ta. Đột nhiên, phía xa xa, những đống đen nhỏ mà theo hiểu biết của tôi là xe hơi, rẽ vào lối đi, phóng nhanh đến ngôi nhà, dừng lại với tiếng rít của bánh xe và một làn bụi đằng sau. Một tiếng chuông vang lên nóng vội khiến lông tôi dựng ngược, đuôi xù hết lên. Bà già nhấc lên một thứ gì màu đen, mà tôi được biết là điện thoại, tiếng nói lanh lảnh của bà đại sứ vang lên một cách đầy tức tối. Albertine, Albertine, tại sao bà không chú ý đến phận sự của mình? Tôi trả lương cho bà làm gì? Tôi đã quá nhân từ khi giữ bà ở đây. Đến đây ngay lập tức, chúng ta có khách. Đừng có lười biếng, Albertine. Giọng nói im bặt và bà Albertine thở dài ngao ngán. À, cuộc chiến này khiến ta khổ thế đấy. Giờ ta phải làm việc 16 giờ mỗi ngày với đồng lương rẻ mạt. Con nằm nghỉ ở đây nhé Phi Phi bé nhỏ, đây là một hộp đất. Bà lại thở dài, rồi vỗ về tôi lần nữa và đi ra khỏi phòng. Tôi nghe thấy tiếng cầu thang kẽo kẹt dưới sức nặng của bà và sau đó là im lặng. Thềm đá bên dưới cửa sổ chật ních người. Bà đại sứ đang cúi chào cung kính đến mức tôi biết đó là những vị khách quan trọng. Những chiếc bàn con xuất hiện nhanh chóng như có phép màu, chúng được bao phủ bởi các tấm trải trắng, tôi dùng báo tờ Le Pariso như khăn trải bàn của mình, và người hầu mang ra rất nhiều đồ ăn thức uống. Tôi vừa xoay người định cuộn tròn thì một suy nghĩ bất chợt khiến đuôi tôi dựng lên cảnh giác. Tôi đã xem nhẹ những cảnh báo căn bản, tôi đã suýt quên mất điều đầu tiên mà mẹ dạy, con luôn luôn phải tìm hiểu một căn phòng mới, Phi Phi, bà đã nói như thế. Hãy kiểm tra từng ngóc ngách. Kiểm tra tất cả các lối thoát. Đề phòng những điều bất thường, ngoài dự tính. Không bao giờ nghỉ ngơi cho đến khi con biết rõ căn phòng. Đầy hối lỗi, tôi đứng dậy, đánh hơi trong không khí và suy nghĩ cách tiến hành. Tôi sẽ kiểm tra bức tường bên trái trước rồi đi vòng quanh. Thả người xuống sàn, tôi quan sát bên dưới ghế ngồi cạnh cửa sổ, đánh hơi bất kỳ điều gì bất thường. Xem xét cách bài trí, những bất lợi và thuận lợi. Giấy dán tường hình hoa lá đã phai màu. Những bông hoa vàng trên nền tím. Ghế cao, sạch không tì vết nhưng đệm ngồi nhung đỏ đã bạc. Dưới ghế và bàn đều sạch sẽ không có mạng nhện. Loài mèo, bạn biết đấy, nhìn mọi vật từ phía dưới, không phải từ bên trên, nên con người sẽ bỏ qua những thứ từ điểm nhìn của chúng tôi. Một cái tủ kéo cao đứng dựa vào tường và tôi tiến vào giữa căn phòng để suy tính cách leo lên đến nóc. Một tính toán nhanh đã cho tôi thấy rằng mình có thể nhảy từ một chiếc ghế lên đến chiếc bàn vuông. Nó thật trơn làm sao và từ bàn nhảy lên nóc tủ. Tôi ngồi đó một lúc, liếm mặt, liếm tai trong khi quan sát mọi thứ. Tình cờ tôi liếc nhìn phía sau và suýt nữa té ngửa vì giật mình. Một chú mèo xiêm đang nhìn tôi, rõ ràng là tôi đã quấy rầy khi cô ấy đang chải chuốt. Thật kỳ lạ, tôi nghĩ, không ngờ lại thấy một chú mèo nữa ở đây. Bà Albertine chắc hẳn đã giấu chuyện này. Tôi định đến chào hỏi nên tiến về phía cô ấy và hình như cô ấy cũng có cùng ý nghĩ khi tiến về phía tôi. Chúng tôi dừng lại ngay trước một cái giống cửa sổ ở giữa. Thật đáng ngạc nhiên. Tôi trầm ngâm, chuyện này là sao nhỉ? Đoán rằng đây chỉ là một trò đùa, tôi thận trọng đi vòng qua bên kia cửa sổ. Không có ai ở đó cả. Thật kinh ngạc, cô ta sao chép mọi cử động của tôi. Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra. Đây là một chiếc gương, một vật dụng lạ lùng mà mẹ đã kể cho tôi.
Tất nhiên đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó vì đây là lần đầu tiên tôi được vào trong nhà. Bà đại sứ rất khắt khe và mèo không được phép vào nhà trừ những khi bà ta muốn khoe chúng tôi, và tôi cho đến nay vẫn may mắn chưa bị làm xấu mặt theo kiểu đó. Dù sao thì tôi lẩm bẩm, mình phải tiếp tục cuộc điều tra. Cái gương có thể đợi. Ngang qua căn phòng tôi nhìn thấy một cái khung kim loại lớn với các núm bằng đồng ở mỗi góc, và toàn bộ không gian ở giữa các núm đồng được trải bằng vải. Tôi vội vàng nhảy xuống bàn, trượt một chút trên lớp sơn bóng và nhảy thẳng vào cái khung kim loại bọc vải kia. Tôi đáp lên ngay giữa và thật kinh khủng, nó ném tôi lên không trung. Khi đáp xuống lần nữa, tôi bắt đầu chạy trong khi quyết định điều phải làm tiếp theo. Tôi ngồi một lúc vào giữa tấm thảm màu đỏ và xanh với thiết kế xoắn ốc, dù sạch không tì vết, chiếc thảm này chắc chắn đã có một quá khứ tốt hơn ở một nơi khác. Nó có vẻ thích hợp cho việc mài vuốt, vì thế tôi cào nhẹ vài cái, việc này dường như giúp tôi suy nghĩ rõ ràng hơn. Tất nhiên rồi. Cái khung khổng lồ kia là một chiếc giường. Giường của tôi là những mẫu báo cũ trên nền bê tông của một nhà kho, còn bà Albertine có một vài tấm vải cũ trải lên một khung sắt. Treo lên hài lòng vì đã giải mã được bí ẩn, tôi tiến về phía nó và xem xét bên dưới với vô vàn thích thú. Những chiếc lò xo lớn được bao phủ bởi cái rõ ràng là một cái bao tải khổng lồ gánh trọng lượng của hàng đống vải chất chồng lên nó. Tôi có thể phân biệt rõ ràng nơi cơ thể nặng nề của bà Albertine làm biến dạng một vài cái lò xo và khiến chúng bị chùng xuống. Với tinh thần nghiên cứu khoa học, tôi chọc vào góc treo vật liệu hoa văn sọc phía xa gần bức tường. Trước sự kinh hoàng tột độ của tôi, lông vũ bay ra tung tóe. Tuyệt cú mèo! Tôi kêu lên, bà ấy giữ những chú chim đã chết ở đây. Bảo sao bà ấy mập như vậy, bà ấy chắc hẳn đã ăn chúng vào ban đêm. Tôi đánh hơi thêm một vài lần xung quanh, và thế là tôi đã tìm hiểu tất cả mọi thứ về chiếc giường. Nhìn quanh và tự hỏi nơi mình sẽ khám phá tiếp theo, tôi thấy một cái cửa đang để hé. Sau vài bước nhảy, tôi thận trọng cúi người bên một cục cửa và rướng người về phía trước để ghé một con mắt ra quan sát. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, quang cảnh thật kỳ lạ đến mức tôi không thể hiểu được những gì mình đang thấy. Những thứ sáng bóng trên sàn với hoa văn đen trắng. Tựa vào một bức tường là một cái máng ngựa khổng lồ, tôi biết chúng vì người ta đặt chúng ở gần chuồng ngựa, trong khi tại một bức tường khác, trên một bệ gỗ, là chiếc cốc sứ lớn nhất mà tôi có thể tưởng tượng. Nó nằm trên bệ gỗ, có một cái nắp bằng gỗ màu trắng. Mắt tôi càng lúc càng mở to đến nỗi tôi phải ngồi lại gãi tai và suy xét kỹ lưỡng, tự hỏi ai sẽ uống nước trong một thứ như thế. Vừa hay nghe thấy tiếng bà Albertine leo lên cầu thang kẽo kẹt, tôi chẳng kịp dừng lại để kiểm tra xem bộ lông có được chải chuốt gọn gàng, mà lao nhanh ra cửa để chào bà. Trước những tiếng kêu hạnh phúc của tôi, bà cười rạng rỡ nói, "A, Phi Phi bé bỏng của ta, ta đã lấy được những món ngon nhất trên bàn cho con đây. Kem và phần chân ếch ngon nhất, chúng là của con. Mấy con heo đó còn đang nhồi nhét, khiếp thật. Chúng làm ta phát ốm." Bà khom người và đặt đồ ăn xuống trên những cái đĩa thật. Ngay trước mặt tôi. Nhưng tôi chưa muốn ăn, tôi phải nói với bà rằng tôi yêu bà đến nhường nào. Tôi kêu meo meo khi bà ôm tôi vào thân hình đồ sộ của bà. Đêm đó, tôi ngủ dưới chân giường của bà Albertine. Rút người vào chiếc mền lớn, tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến thế kể từ khi tôi bị tách khỏi mẹ. Việc học hỏi của tôi lại tiếp tục, tôi đã khám phá ra mục đích của cái máng ngựa, cái mà với sự thiếu hiểu biết của mình, tôi đã nghĩ là một chiếc cốc sứ khổng lồ. Nó khiến tôi đỏ bừng mặt khi nghĩ về việc mình đã ngốc thế nào. Sáng hôm sau, bà Albertine thay quần áo và xuống lầu. Có nhiều âm thanh náo động và nhiều giọng nói lớn. Từ cửa sổ, tôi nhìn thấy Gaston, người tài xế, đang đánh bóng chiếc xe hơi lớn hiệu Renault. Sau đó ông ta biến mất và quay trở lại trong bộ đồng phục đẹp nhất của mình. Ông ta lái xe đến trước cửa rồi người hầu chất đầy khoang hành lý với rất nhiều thùng và túi đồ. Tôi cúi xuống thấp hơn, quý ông Le Duc,
và bà đại sứ bước lên xe, và Gaston lái xe đưa họ xuống đại lộ. Những âm thanh bên dưới càng lúc càng lớn, nhưng lần này là những âm thanh vui mừng. Bà Albertine thở hổn hển bước lên những bậc thang cọp kẹt, gương mặt bà ửng hồng vì rượu và mừng rỡ. Họ đi rồi, Phi Phi bé bỏng, bà reo lên cứ như thể nghĩ rằng tôi bị điếc, họ đã đi rồi, trong cả một tuần chúng ta sẽ thoát khỏi sự đầy đọa của họ. Giờ ta có thể vui vẻ rồi. Bà bế tôi và mang tôi xuống lầu nơi một bữa tiệc đang diễn ra. Đám người hầu bây giờ đều đang rất vui vẻ, và tôi cũng cảm thấy vô cùng tự hào về việc bà Albertine đang bế mình mặc dù e ngại rằng cân nặng gần 2 kg của tôi sẽ làm bà mỏi. Suốt một tuần chúng tôi hỉ hả cùng nhau và vào cuối tuần thì dọn dẹp lại nhà cửa và khoác lên mình biểu cảm đau khổ nhất trong khi chuẩn bị cho sự trở về của bà đại sứ và chồng bà ta. Chúng tôi không bận tâm về ông chủ chút nào, ông thường đi đi lại lại và mân mê huân chương bắt đẩu bội tinh trên ve áo của mình. Dù gì thì ông ấy chỉ luôn nghĩ về việc phụng sự quốc gia, không phải về những người hầu và những con mèo. Bà đại sứ mới là rắc rối, bà ta thật sự là một người đàn bà chua ngoa, và chúng tôi cảm thấy như vừa được khoan hồng thoát khỏi án tử khi nghe tin vào hôm thứ Bảy, rằng họ sẽ đi xa thêm 1 hoặc 2 tuần nữa vì họ đang gặp gỡ những người quan trọng. Thời gian trôi nhanh. Vào các buổi sáng tôi sẽ phụ giúp những người làm vườn bằng cách đào xới 1-2 cái cây để kiểm tra xem rễ của chúng có phát triển tốt hay không. Vào buổi chiều tôi sẽ nghỉ ngơi trên một nhánh táo dễ chịu, mơ mộng về một khí hậu ấm áp hơn, về những ngôi đền cổ kính nơi các thầy tu mặc áo cà sa di chuyển lặng lẽ xung quanh, thực hiện các lễ nghi tôn giáo của họ. Và rồi tôi sẽ chợt tỉnh giấc vì âm thanh của những chiếc máy bay không quân Pháp đang gầm rú điên cuồng trên bầu trời. Tôi đang dần trở nên nặng nề hơn và mèo con đã bắt đầu động đậy trong bụng. Di chuyển không hề dễ dàng nên tôi phải nhấc từng bước. Trong vài ngày trước, tôi đã có thói quen đi đến kho sữa để xem sữa bò được cho vào một cái gì đó xoay tròn và chảy ra 2 dòng, một là sữa và một là kem. Tôi ngồi trên kệ thấp tránh lối đi của mọi người. Cô hầu gái sẽ nói chuyện với tôi và tôi sẽ đáp lời. Một buổi tối nọ tôi đang ngồi trên kệ, cách một thùng sữa đầy ắp khoảng 2 mét. Cô hầu gái đang kể cho tôi nghe về bạn trai gần nhất của cô và tôi đang trả lời cô, trấn an cô rằng mối quan hệ của họ sẽ tốt đẹp. Thình lình có một tiếng rít đinh tai nhức óc, giống như tiếng của một con mèo bị dẫm vào đuôi. Bà đại sứ xông vào kho sữa và thét, tao đã bảo là không được cho mèo vào đây, mày định đầu độc chúng tao đấy à? Bà ta chộp lấy thứ đầu tiên trong tầm tay, một cái cân đồng và ném hết sức bình sinh vào tôi. Nó đập trúng sườn của tôi một cách dữ dội, làm tôi ngã văng vào thùng sữa. Cơn đau thật khủng khiếp. Tôi khó có thể bơi để giữ cho mình không chìm. Tôi cảm thấy bên trong tôi đang ứa ra. Sàn nhà rung chuyển dưới những bước chân nặng nề, bà Albertine xuất hiện. Nhanh chóng lật thùng sữa, bà đổ chỗ sữa lẫn máu ra ngoài. Bà nhẹ nhàng đặt tay lên tôi, gọi bác sĩ thú y ngay, bà ra lệnh. Tôi ngất lịm. Tôi thức dậy thì thấy mình đang ở trong phòng ngủ của bà Albertine, trong chiếc hộp lót ấm áp. 3 chiếc xương sườn bị gãy và tôi đã mất đám mèo con của mình. Lúc đó, tôi thực sự ốm yếu. Bác sĩ thú y đến thăm khám thường xuyên và ông ấy đã nói với bà đại sứ những lời răn đe nghiêm khắc. Quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn không cần thiết, những người xung quanh sẽ không thích điều này. Thiên hạ sẽ nói rằng bà là một người độc ác. Những người hầu đã kể cho tôi. Cô mèo mẹ bé nhỏ này rất sạch sẽ và rất đáng yêu. Không, bà đại sứ. Bà thật sự không nên làm như thế. Bà Albertine làm ướt môi tôi bằng nước, vì tôi sẽ tái nhợt khi nghĩ đến sữa. Ngày qua ngày bà cố dỗ tôi ăn. Bác sĩ thú y nói, thật là vô vọng, nó sẽ chết, nó sẽ không thể sống thêm ngày nào nếu không có thức ăn. Tôi rơi vào hôn mê. Ở đâu đó tôi nghe thấy tiếng thì thầm và xào xạc của những tán cây, mèo con bé bóng, cây táo gọi. Mèo con bé bỏng, đây chưa phải là kết thúc.
Cô có nhớ điều tôi đã nói với cô không, mèo con bé nhỏ? Những âm thanh xa lạ ù ù trong đầu. Tôi thấy một tia sáng màu vàng rực rỡ, thấy những khung cảnh kỳ diệu và ngửi thấy niềm vui của thiên đàng. Mèo con bé nhỏ, những cái cây thầm thì, đây chưa phải là kết thúc. Hãy ăn và sống. Ăn và sống. Đây chưa phải là kết thúc. Cô có mục tiêu trong đời, cô mèo bé bỏng. Cô sẽ kết thúc cuộc đời trong niềm vui, khi đã già cả. Không phải bây giờ. Đây không phải là kết thúc. Tôi mệt mỏi mở mắt và ngẩng đầu lên nhẹ nhàng. Bà Albertine nước mắt đầm đìa quỳ bên cạnh, tay cầm vài miếng thịt gà thái mỏng. Bác sĩ thú y đứng cạnh chiếc bàn cầm ống tiêm đang lấy thuốc từ một cái chai. Mệt mỏi tôi cố đớp một miếng thịt gà, ngậm trong miệng một lúc rồi mới nuốt, một phép màu. Ôi, một phép màu. Bà Albertine thốt lên. Bác sĩ thú y quay lại, há miệng ngạc nhiên, đặt ống tiêm xuống và đi lại phía tôi, đúng như bà nói, quả là một phép màu, ông ta nhấn mạnh. Tôi đang định lấy thuốc để thực hiện ân huệ cuối cùng giúp nó không chịu đựng thêm đau đớn nào nữa. Tôi mỉm cười nhìn họ, cố gắng cười lên 3 tiếng, đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Rồi tôi lại chìm vào giấc ngủ, trong lúc nghe tiếng bác sĩ thú y nói nó sẽ hồi phục. Suốt một tuần tôi ở trong tình trạng thật tệ, tôi không thể thở mạnh và chỉ có thể đi lại vài bước. Bà Albertine đã đặt hộp cát của tôi ở rất gần, vì mẹ đã dạy tôi phải hết sức gọn gàng trong sinh hoạt của mình. Khoảng một tuần sau, bà Albertine mang tôi xuống lầu. Bà đại sứ đứng trực trước cửa phòng nhìn chằm chằm vào tôi, tỏ vẻ không đồng ý, nó phải được đưa đến nhà kho. Albertine, bà Albertine nói, xin bà đó. Thưa bà, nó chưa khỏe hẳn và nếu nó bị đối xử không tốt, tôi và các người hầu khác sẽ bỏ việc. Với một cái thịt mũi và một cái nhìn bất mãn, bà đại sứ quay lưng bước trở vào phòng. Trong bếp, bên dưới cầu thang, vài người phụ nữ lớn tuổi đến nói chuyện với tôi và bảo rằng họ rất vui mừng khi thấy tôi khá hơn. Bà Albertine đặt tôi nhẹ nhàng xuống sàn nhà để tôi có thể đi lại và đọc tất cả các tin tức về mọi việc và mọi người. Tôi sớm cảm thấy mệt vì vẫn còn chưa khỏe hẳn. Tôi đi đến chỗ bà Albertine, nhìn bà và nói tôi muốn đi ngủ. Bà bế tôi, mang tôi trở lại lên tầng. Tôi đã quá mệt đến nỗi chìm vào giấc ngủ trước cả khi bà đặt tôi vào giường.